Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin bị cưỡng hiếp trên đường đến Anh, bán vào động vỡ mộng gái Việt. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến hình ảnh rất đau thương, đó là việc 39 người đã bị chết trong container lạnh tại Anh, và trong đó có rất nhiều người Việt Nam của chúng ta ở miền Trung Việt Nam. Và điều đó đã gây ra một chấn động rất lớn tại châu Âu và trên thế giới. Và đặc biệt tại quê hương Việt Nam, hiện nay có hơn 20 gia đình đang chuẩn bị đối mặt với những tin tức xấu nhất. Và mạng sống của 39 người di cư bất hợp pháp này vào Anh đã chấm dứt khi họ chưa kịp đặt chân đến đây. Và hình ảnh mà chúng tôi xin chia sẻ, báo chí quốc tế đã bắt đầu đăng tải rất nhiều về những số phận này. Và đây là hình ảnh của một phụ nữ ở Yên Thành đứng bên cạnh một ngôi nhà đang xây, giấc mơ đổi đời của nhiều người. Vụ phát hiện 39 thi thể trong chiếc container ở Essex, Anh, mà trong đó có nhiều người Việt Nam, đang dấy lên những hồi chuông báo động về tình trạng lao động di cư bất hợp pháp từ Việt Nam ra nước ngoài. Số liệu trong báo cáo của tổ chức Hành trình Trông Gai của Anh cho thấy, các năm từ 2009 đến 2018, riêng tại Anh đã có tới 3.187 người lớn và trẻ em Việt Nam được xác định là nạn nhân của nạn buôn người. Trong vài năm qua, người mang quốc tịch Việt Nam được xác định là nằm trong nhóm 3 nước đứng đầu về số lượng nạn nhân của nạn buôn người tại Anh. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ ở miền quê Việt Nam với những bên cạnh cái nhà cũ và là những nhà đang xây, và rất nhiều những cái số tiền này thì là do những cái người đã vượt biên trái phép và sang các nước để họ làm việc và lại gửi về để tiếp tục xây dựng lại những cái ngôi nhà đó. Và người Việt Nam được đường dây buôn lậu đưa vào Anh theo nhiều kiểu khác nhau, và đây là hình thức chúng tôi xin chia sẻ thêm. Đây là hình ảnh những người Việt Nam đang chờ hành trình đến Anh, và các bạn thấy rất rõ rằng với những hình ảnh này rất thật, và họ đang phải sưởi bằng những cái củi trong rừng. Và hiện nay khí hậu ở lạnh ở Anh cũng như ở Pháp và một số nước khác bắt đầu lạnh, là nhiệt độ bắt đầu xuống âm độ rồi, âm 2-3 độ rồi. Và như vậy rõ ràng là với những cái phương tiện rất thô sơ này thì những người Việt Nam khi đi di cư bất hợp pháp sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng khi phải sống ngoài trời rất giá rét như vậy. Và còn năm nay, Việt Nam đã tụt xuống bậc thứ 2 trên danh sách các nước cần được theo dõi về tình trạng buôn người trong hệ thống 3 bậc của phúc trình thường niên về tình trạng buôn người của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Theo báo cáo của tổ chức theo dõi nói trên, có nhiều mạng lưới với những tuyến đường khác nhau để đến Anh. Một số qua ngã Trung Quốc và Nga, một ít người khác có thể đi máy bay trực tiếp đến Paris nếu họ có được thị thực Schengen qua Séc hoặc Hungary. Họ sẽ đến Hungary, Ba Lan và Cộng hòa Séc, nơi có cộng đồng người Việt Nam ở đó, và sau đó tìm đường sang Anh. Nếu bay đến Nga, họ sẽ qua Belarus bằng xe tải, rồi đi bộ qua các khu rừng để đến biên giới Ba Lan. Ở đó, một chiếc xe tải đang đợi và họ sẽ tiếp tục đến Warsaw trước khi đi qua Đức và Bỉ để đến Paris. Và hình ảnh các bạn thấy rất rõ và thương tâm là những người Việt Nam đã phải xa xứ và họ phải sống trong cái giá lạnh của châu Âu như lúc này là rất là nguy hiểm. Và người đàn ông Việt Nam đang trên đường tới Anh Quốc có tên là Đức đã chia sẻ như sau. Đây là hình ảnh của anh được chụp nghiêng người đàn ông này, và ông đã nói đã phải trả 33.200 đô la cho hành trình từ Việt Nam đến London, như vậy là hơn 30.000 đô la. Và anh này tên là Đức. Vụ 39 người chết, những người Việt liều mạng để vào Anh. Cách bờ biển Pháp khoảng 1 giờ lái xe, khoảng 10 người đàn ông Việt Nam uống trà bên lửa trại trong khi chờ đợi cuộc điện thoại từ một người đàn ông mà họ gọi là ông chủ. Một người Afghanistan, họ cho biết sẽ mở các thùng chứa hàng trong bãi xe tải gần đó và nhốt họ vào trong. Đức đã trả trước 33.200 đô la cho hành trình từ Việt Nam đến London qua Nga, Ba Lan, Đức và Pháp. Chuyến đi này, Đức nói, do một đầu mối ở Việt Nam tổ chức. Anh nói thêm, tôi có một vài người bạn, người Việt ở Anh, họ sẽ giúp tôi tìm việc khi tôi đến đó. Đức nói với tôi, những bạn này sẽ giúp tôi lên xe tải hoặc xe chở hàng đi qua biên giới. Và nếu để gần lại, các bạn thấy rất rõ khuôn mặt của anh Đức ngồi nghiêng như vậy. Và thời điểm này anh vẫn đang đợi ở cái khu vực đó cùng với những người bạn của mình. Và giá tiền mà bọn buôn người đưa ra cho cái việc di cư lậu của người Việt Nam theo hai mức khác nhau, đó là giá theo giá cỏ và giá VIP. Giá cỏ có nghĩa là cái lượng tiền ít hơn, và giá VIP là lượng tiền nhiều hơn nhưng có thể được hưởng những cái dịch vụ tốt hơn khi đi di cư như vậy.
Và đây là thông tin tiếp theo mà các bạn đã thấy. Đây là hình ảnh của những người Việt Nam trong khi chờ chặng cuối hành trình và họ đang ngồi đánh cờ tại Pháp. An ninh trong các khu đậu xe tải gần đó lỏng lẻo hơn so với các bãi xe quanh các cảng xa hơn ở phía Bắc, nhưng rất ít người ở đây vượt qua được lực lượng kiểm soát biên giới. Chúng tôi được cho biết đường dây đưa người nhập cảnh lậu có hai dạng dịch vụ. Người trả nhiều tiền hơn cho chuyến đi đến Anh thì không cần phải tìm vận may trong những thùng xe tải mà sử dụng bãi xe này như một trại trung chuyển trước khi được hộ tống đi chặng cuối của hành trình. Một tay buôn lậu người Việt Nam được một tờ báo Pháp phỏng vấn vài năm trước mô tả ba cấp gói vượt biên này. Cấp cao nhất cho phép người di cư lên xe tải và ngủ trong khách sạn. Cấp thấp nhất được đặc biệt là được đặt danh là không khí, hay còn gọi là CO2, ám chỉ việc thiếu không khí trong các thùng hàng. Và đây là hình ảnh để gần lại các bạn thấy rất rõ là những người Việt Nam trong lúc chờ đợi, có lúc lên hàng tháng phải ở trong những túp lều ở trong rừng như vậy, và họ không biết làm gì thì ngồi chơi cờ và làm những cái việc khác ở đây. Và những người Việt Nam đã vượt biên lậu này đã phải trải qua hành trình đầy đau khổ và rất nguy hiểm trên cả cái chặng đường của mình. Và hình ảnh mà chúng tôi xin chia sẻ thêm với các bạn, đây là hình ảnh rất đau thương. Đây là hình ảnh của những người Việt Nam đang ẩn mình trong rừng ở châu Âu để vượt biên giới bất hợp pháp vào các nước thuộc khối châu Âu. Và nếu hình ảnh các bạn thấy rất rõ, đây là một thanh niên không còn giày nữa. Anh ta phải đi gần như chân đất, với đất thì đã thủng, và ngồi trong một cái vũng bùn trong rừng. Và bên cạnh là người bạn anh ta, thì đây là hành trình của những người Việt Nam hiện nay đang phải tìm cuộc sống mới ở các nước dân chủ và tự do là như vậy. Đức cho biết anh cần một công việc ở Anh để trả nợ tiền vay cho hành trình của mình. Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì, anh nói, công việc xây dựng quán bar hay làm móng nhà hàng hoặc các tiệm hoặc là các việc khác. Báo cáo của một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất của Pháp mô tả những kẻ đưa người nhập cảnh lậu nói với người di dân Việt Nam rằng xe tải đông lạnh giúp họ có nhiều cơ hội tránh bị phát hiện hơn, và đưa cho mỗi người một túi nhôm để phủ lên đầu khi đi qua máy quét ở biên giới. Đấy, như các bạn đã thấy rõ ràng là những người Việt Nam đã trở thành những món hàng rất kinh khủng, và họ phải dùng những cái túi nhôm như vậy để úp lên đầu để tránh cái trường hợp mà khi bị máy quét phát hiện. Nhưng dường như điều này không diễn ra đối với những người nằm trong container lạnh vừa rồi là 39 người, và đã dẫn đến cái chết của họ. Không ai ở đây nghe nói về 39 người được phát hiện đã chết trong tuần này. Hành trình này là hành trình tới tự do, một người trong cái nhóm Việt Nam đã nói như vậy. Và nhiều người đã phải ẩn mình trong rừng giá lạnh và lầy lội tại Pháp để chờ đợi một cơ hội trốn lên chiếc xe tải và sang Anh. Và đây hình ảnh mà chúng ta có thể thấy rất rõ những cái túp lều của họ nằm trong cái rừng, và chỉ rất đơn giản là những cái bạt kê và vài cái ghế gỗ cũng như củi. Và trong cái lúc này thì phóng viên điều tra cũng đã đến xem và gặp họ đang nấu cơm ăn buổi chiều, gồm có ăn cơm và nấm. Đây là, và có những người nói rằng họ phải ở đây cả tháng. Đây là hình ảnh của nhóm 13 người Việt Nam đang trốn trong rừng tại Pháp để tìm cơ hội vượt biên sang Anh. Tại Paris, những người lao động di cư phải chờ đợi trước khi chuyển đến một trại gần khu vực xe tải đậu trên đường cao ở Ancres. Họ chờ ở đó để rồi nấu mình trong những chiếc xe tải đi đến Calais và sau đó qua Anh theo các gói với giá khác nhau tùy theo mức độ an toàn và sự hỗ trợ của những kẻ trong đường dây buôn người. Điều kiện của hành trình vô cùng khó khăn, nhất là chặng từ Nga đến Ba Lan, vì họ phải chịu đói và lạnh. Báo cáo cho biết thêm, thì như các bạn cũng đã biết ở Nga, đặc biệt là Nga thì thời tiết rất giá lạnh, âm 30 độ, 40 độ. Và những người Việt Nam nếu sống trong tình trạng này, và rất nhiều người mô tả họ phải đi trong đêm và ở những ngôi nhà hoang ở trong rừng và rất nguy hiểm và thiếu thốn cũng như đói khát. Đây là cái điều mà hiện nay Việt Nam, thanh niên Việt Nam đang phải trốn đi để tìm cái cuộc sống mới, và họ phải vất vả như vậy. Các ngã đường trên thế giới mà bọn buôn lậu đã chọn, họ đã khai thác triệt để để đưa người sang Anh. Và đây là thêm một số cái thông tin khác. Đây là cảng tại Anh, nơi tới của chiếc xe với 39 xác chết trong thời gian vừa qua. Nhưng không chỉ có một con đường sang Anh bằng cách qua Trung Quốc và Nga. Trên thực tế, nhiều nước đã được giới buôn người chọn làm điểm chuyển tiếp, thậm chí ngay cả các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan hay Malaysia. Chị Hoa Nguyễn Adam, chuyên gia với 25 năm kinh nghiệm tư vấn cho các tổ chức phi chính phủ hành động chống tệ nạn buôn người, cho biết qua điện thoại hôm 28 tháng 10 rằng Malaysia, nơi chị đang làm việc, cũng là một địa điểm chuyển tiếp được nhiều đường dây lựa chọn.
Từ Malaysia, người lao động sẽ mua vé sang Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và từ đấy bắt đầu vào châu Âu, Đức, Hà Lan, Bỉ. Nhưng Trung Quốc vẫn là tuyến phổ biến hơn, để từ đó các giấy tờ vào châu Âu. Cũng theo báo cáo của tổ chức này, bên cạnh các tuyến đường nói trên, gần đây còn có một tuyến vận chuyển mới đi qua Peru, Brazil hoặc Cộng hòa Dominica ở Nam Mỹ, sau đó sẽ chuyển đến châu Âu, nhất là Pháp. Nhiều phụ nữ Việt Nam, trong đó có cả sinh viên tốt nghiệp đại học đi trên các hành trình nhập cư lậu này đã bị bọn buôn người lừa ép và bán cho các nhà chứa tại nước ngoài, và điều đấy hết sức đau lòng. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy gần đây nhất, đó là hình ảnh của 9 phụ nữ Việt Nam bị bắt tại một cơ sở mại dâm Melaka do kênh truyền hình Malaysia phát vào trong thời gian vừa rồi. Và để gần lại, các bạn thấy rất rõ rằng ở trong này rất nhiều phụ nữ, mà trong đó thì họ đã phát hiện có 9 người phụ nữ Việt Nam đã bị đưa vào đây để làm gái mại dâm. Và chẳng hạn, trong tháng 12 năm 2018, cảnh sát Tây Ban Nha với sự hỗ trợ của Europol, tức là cảnh sát châu Âu, đã bắt giữ 37 thành viên của một tổ chức buôn người quốc tế bị cáo buộc đưa 730 người Việt Nam vào Tây Ban Nha qua điểm chuyển tiếp Nam Mỹ. Mỗi người phải trả 18.000 euro và được đưa vào theo nhóm từ 6 đến 12 người. Chị Hoa Nguyễn nhận xét thêm: chưa nói đến những nguy hiểm của những người từ châu Âu sang Anh, như trường hợp 39 nạn nhân vừa phát hiện, mà ngay cả với những người đi du lịch sang Malaysia để từ đó kiếm đường sang các nước khác cũng rất nguy hiểm. Không có ngoại ngữ, đường đi nước bước thì không biết, họ phải phụ thuộc rất nhiều vào những kẻ buôn người. Tôi đã gặp những trường hợp như qua Malaysia, sau đó bị lừa bán vào các điểm mại dâm ở đây, để rồi khi không còn làm được việc cho chúng thì bị chúng vứt ra ngoài đường, không có giấy tờ gì cả. Có trường hợp đã học đại học mà vẫn bị lừa sang đây, rồi bị bắt và phải ra tòa. Đây là điều rất đau lòng cho thế hệ trẻ Việt Nam, và đặc biệt là các lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam đã để những người dân phải cùng cực như thế này, để họ phải đi tìm cuộc sống mới và họ phải gặp rất nhiều rủi ro. Và những kẻ buôn người đưa ra nhiều lời hứa và hứa hẹn không đúng với thực tế để lôi kéo nhiều người dân ở các miền quê của Việt Nam để trả tiền cho họ và vượt biên một cách trái phép ra các nước, trong đó có Anh. Và đây là thông tin chúng tôi xin cung cấp tiếp theo. Đây là hình ảnh cảnh sát Anh khám xét tiệm làm móng tay của người Việt tại Anh. Nghiên cứu của đường đến Anh của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại ở Bangkok và Pháp thực hiện vào năm 2017 cho thấy rất nhiều trong số những lao động di cư đến Anh xuất phát từ tỉnh Nghệ An, đa số họ có cuộc sống ở nông thôn. Những người di cư Việt Nam này mơ ước có một cuộc sống tốt hơn ở châu Âu, nhất là Anh, được họ coi như miền đất hứa. Ở Anh vốn đã có một cộng đồng người Việt Nam và những kẻ buôn người hứa hẹn họ sẽ dễ dàng tìm được việc trong các tiệm nai hay các nhà hàng. Hơn nữa, lao động di cư hy vọng người quen của họ sẽ sang Anh từ trước, sẽ giúp họ tìm việc làm. Và đây hình ảnh, nếu để gần lại các bạn thấy rất rõ là những người cảnh sát Anh đang kiểm tra cái tiệm này, và vì nghi ngờ rằng là sử dụng lao động bất hợp pháp, đó là những người sang Anh mà không có giấy tờ. Những người Việt Nam này ra đi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, và theo lời của báo chí quốc tế cũng đã đăng, mục tiêu của họ là làm việc vài năm trả hết nợ vay để trả lộ phí, gửi tiền về cho gia đình ở Việt Nam để giúp con cái học hành, xây dựng nhà và tiết kiệm một khoản để nay mai trở về bắt đầu mở cuộc sống mới. Thừa nhận không phải tất cả những người ra đi đều là những người có hoàn cảnh quá khó khăn, kể cả khi hầu hết họ đều xuất phát từ các khu vực nghèo ở Việt Nam như miền Trung hoặc miền núi phía Bắc. Chị Hoa Nguyễn nhận xét như vậy. Có những người ở thành phố Hồ Chí Minh nữa, chứ có phải ở vùng sâu, vùng xa. Trên thực tế, để kiếm được ngần ấy tiền bỏ ra chi phí cho chuyến đi, nhiều người trong họ không nghèo, thậm chí có những bạn mà tôi gặp ở Malaysia bị bắt đưa về Việt Nam. Khi đưa ảnh cho tôi, ngồi trong nhà của họ rất khang trang, có những bạn xài những chiếc điện thoại iPhone xịn. Chị Hoa Nguyễn đã nói như vậy. Và các bạn thấy rất rõ ở những vùng quê của Việt Nam này là những ngôi nhà cũ dần dần bị đập đi và thay vào đó là những căn nhà mới. Và rất nhiều những người đã gửi tiền từ nước ngoài về để xây những căn nhà này. Và điều đó đã thu hút và cuốn hút những người Việt Nam khác ở trong vùng quê đó lần lượt ra đi. Và trường hợp vượt biên được ghi nhận gần như sớm nhất thì điều rất đặc biệt, đó chính là ông Nguyễn Tất Thành. Khi từ những năm 1911, thanh niên người Nghệ An này đã bỏ xứ ra đi trên một con tàu của Pháp. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên một số trang lịch sử của Việt Nam. Rất rõ ràng là hình ảnh của Nguyễn Tất Thành xin làm phụ bếp trên tàu của Pháp để rời khỏi Việt Nam. Nguyễn Tất Thành đến từ Nghệ An, thường xuyên đến tới cảng Sài Gòn. Hình ảnh những chiếc tàu neo trên bến làm lòng anh không yên. Đây là lời một cái bài báo của trong nước viết. Và ngày 5 tháng 6 năm 1911, trên con tàu Amira từ cảng Sài Gòn
tự giới thiệu là Văn Ba xin làm phụ bếp, Nguyễn Tất Thành đã rời bỏ Tổ quốc Việt Nam. Và hình ảnh này các bạn thấy rất rõ là ông Nguyễn Tất Thành và sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam đã làm phụ bếp ở trên chiếc tàu này để rời khỏi Việt Nam. Và đấy cũng là một cách để đi khỏi Việt Nam trên những chiếc tàu này, và cũng tương tự như những cái người dân vừa qua trên con đường sang châu Âu. Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn kêu gọi học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thì nay người dân quê hương của ông dường như đã thấm nhuần tư tưởng này và ra đi ngày càng nhiều. Nhưng họ cũng như ông Nguyễn Ái Quốc ra đi vì mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi đất nước tự do và dân chủ, chứ không phải vì lý tưởng cao cả nào, thứ mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên truyền mị dân trong suốt 75 năm qua tại Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay, thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận và ấn nút đăng ký YouTube cũng như Facebook của Thời báo .de để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Cảm ơn các bạn và chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới an lành. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.